Em xin phép chào tất cả các anh chị và chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là phiên lăn rừng tối ngày 20 tháng 6 năm 2021 mọi người. Rồi hôm nay bên em về được một cái lô hàng giả hạt. Thì nay bà con bóc về được những thay hình nha mọi người. Thì sau công tác chuẩn bị thì em đã chia ra từng hình một cho mọi người dễ sưu tầm. Thì hàng hôm nay nó thuộc ở vùng rừng Tomarong và vùng rừng Moray Công Tâm nha mọi người. Rồi. Trước khi vào quay chi tiết thì em sẽ giới thiệu kênh của em. Kênh của em là kênh mới đăng tải trên channel 2 nha mọi người. Số điện thoại liên hệ là 070 611 5694. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em ở số điện thoại này. Trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi theo thứ tự thì em sẽ giới thiệu từ trên xuống dưới cho mọi người dễ sưu tầm nha mọi người. Và đầu tiên là cái hàng giả hạt ôn rừng Tomarong nha mọi người. Rồi hình một hình Tomarong nguyên bản giá 300.000 nha mọi người. Đấy. Thì nói chung em cố gắng cân đổi giá cho mọi người từ khi đầu vào đến đầu ra nha mọi người. Rồi em này thì một em nguyên bản này, mọc thành một cái cây cái dây gì đó nha mọi người. Thì cây ra vào tầm khoảng hơn 20 phân này mọi người. Em này là một em thân khá là xanh này. Đấy, mọi người nhìn cái thân già của nó này. Đây, cũng khá là đẹp nha mọi người. Đây này, mặt dưới này. Thì nói chung là nhìn rất là sáng sủa. Đấy, hoa từ sổ số thôi, em chẳng biết nó là hoa gì nha mọi người. Về thì em bán luôn nha. Đấy. Thì lúc nào thì em bán lúc đó. Đây, khá là đẹp nha mọi người. Đi ngọn rất là khỏe này. Đấy, thân khá là xanh luôn. Ok, các dòng nguyên bản này thì mọi người về trồng thôi đã sắm sẵn rồi. Số khách mà lười ghép thì mọi người về để nguyên như thế này, cố định vài giá thể nữa là ok, lên chọn nha mọi người. Rồi hình một giá là 300.000 nha mọi người. Đấy. Rồi hình hai giá 300 luôn, đây một về. Thì em này là một em nguyên về này. Đấy. Thì đặc điểm của cái dòng này là cái thân dòng mà cái thân da thân đỏ nha mọi người, thân đỏ. Còn thân tơ đây, lá thì nó không, nhìn rất là ngộ nghĩnh nha mọi người, nó xếp kiểu rất sắc này. Qua lại này, đấy. Lá nhựa luôn nha mọi người, nó cũng khá là dày và đẹp nha mọi người. Thì cái này mọi người có thể về săn bắt các mặt hoa bệt và hồng nha mọi người, đấy. Hoa sổ số đó, nó nhìn thân nó cũng khá là đẹp này. Lá cây này là cây trên rừng nha mọi người. Đấy. Lá cây trên rừng này. Đó. Thân già đỏ Âu rồi. Này. Đấy, rất là đẹp mọi người. Hình 2 giá là 300. Tiếp theo hình số 3. Hình số 3 giá là 250 nha mọi người. Em này thì một em nguyên về nha mọi người. Nguyên về, nguyên bản. Em nguyên bản. Nó đẹp luôn. Này kiến gọi là kiến dinh luôn. Cây sổ hoa. Nguyên bản rất là đẹp đấy. Cây nhìn khá là thân thủ, khá đẹp luôn mọi người. Mọc là trên rừng như thế này. Đó. Lá thì lá gần lá này đấy. Lá xếp rất là đẹp đấy. Mọi người nhìn này. Đó. Các khe thì lá nhìn rất là đẹp. Đó. Đó. Rồi nó mọc thêm một cái mầm dưới gốc đó nha mọi người. Rồi cây rất là ok luôn. Đấy. Nguyên bản. Hình 3 giá là 250 nha mọi người. Đấy. Tiếp theo hình 4. Hình 4 giá 250 luôn. Đây là một em nguyên về nha mọi người. Đây là nguyên bản này, mọc trong cái vỏ này. Đấy, người ta bắt cái vỏ về đây. Đấy. Cây nhìn khá đẹp luôn nha mọi người. Nhìn khá là sáng sủa luôn này. Đó. Nhìn quá mộng mơ luôn. Đấy. Cái thân già nó nhìn nó vàng này. Đấy, thân tơ cũng non thế, nhìn xanh vàng rất đẹp. Đấy, hoa sổ số này, mặt dưới này nhìn cây sáng kinh khủng luôn. Đấy, khá đẹp luôn. Đó, không thể che vào được mọi người. Rồi hình 4 giá là 250 nhưng mà. Đấy. Tiếp theo hình 5, hình 5 giá 250 luôn. Đấy, cây này cây nguyên bản nha mọi người. Nguyên bản. Đó. Thì nó là lá xếp chỉ thiên nha mọi người, chỉ lên cây này. Đó, xếp chỉ thiên, lá dày, nhựa luôn nha mọi người. Cái thân của nó phình nè.
thân nù đốt ngắn mà đấy, cái dòng thân nù đốt ngắn này ở mặt dưới này đấy, nhìn khá là tinh tú lắm nha mọi người, họ sổ số thôi đó, nguyên bản nha đấy, đây khá đẹp luôn, tờ giá 250 nha mọi người, giá Covid luôn rồi mọi người. Tiếp theo hình 6 giá 250 luôn, đây có một cây nguyên bản luôn đây, nguyên cái dây này đang trong cây luôn, nhìn rất là xanh luôn này. Đó, mặt trên mặt dưới này đó, nhìn rất là tinh khô luôn mọi người, đang già đang đỏ này, còn hoa sổ số hình xui em biết được là cây nào rồi. Hình 6 giá 250. Tiếp theo hình 7 giá 200. Đây cây con dê này, mấy mọi người thấy em này là một em chỉ có vỏn vẹn chưa được 10 phân thôi, lá của nó này mọi người nhìn cái lỏng rộng với vị dài của lá thì nó to hơn cả ấy luôn mọi người, nhìn kiến đâu nhìn nó mê luôn lá mọi người, phải khá đẹp luôn đấy, thân hồng này đó, nhìn rất đẹp, phớt phớt hồng đấy, lá nhìn rất đẹp luôn, lá gốc mít này đây, lần to lần đó, khá là to luôn, cây quá đẹp nha mọi người. Hình 7 giá 200. Tiếp theo hình 8 giá 200 luôn nha mọi người, em này là một em nguyên bản này đó, nguyên bản đấy, lá cũng khá là to luôn này. Rất là ok nha mọi người, em là em nguyên bản rồi, cây khá đẹp, lá dày luôn mọi người, lá khá là dày. Rồi hình 8 giá 200 nha mọi người. Và tiếp theo hình 9 giá 200 luôn, thì em này là một em cũng là gọi là nguyên bản đấy, lá nhìn khá là to nha mọi người, thêm một cái mầm mới nữa này, một mầm con dưới này, nhìn rất là đẹp này. Rồi cái này nhìn nó dưới mặt lá nó mờ mờ, nó kẽ mờ mờ nhưng mà hai xu thôi, cái vòng này hay có lá kẽ. Hình 9 tung vào rong giá 200 nha mọi người. Đấy, các cái thân này là kiến riêng luôn này, và thân già nó hơi xanh luôn nha mọi người, kiến riêng nha. Đấy, rồi đó là hình 9. Rồi tiếp theo sang hình số 10 nha mọi người. Hình 10 thì 150 tung vào rong đấy, cây nguyên về nha mọi người, nhìn rất là đẹp, cây lá cứng cáp này, đấy, lá đã chỉ trắng này, lá này, lá nhìn rất là tinh khô nha mọi người, trên một chuỗi này, đó. Cây nguyên bản nha, đấy, thân già hơi đỏ tím này, đấy, nhìn rất là đẹp, rồi mà tự nhiên thì nó như thế nha mọi người, hình 10 giá 150, tiếp theo hình 11 giá 150 luôn, em này có một em nguyên bản luôn nha mọi người, nguyên bản này. Đó, đang thân này có cái này kiến riêng luôn nhưng mà rất đẹp, lá nhựa luôn nhưng mà rất đẹp kiến riêng, cái thân nó vàng đỏ đỏ. Rồi 11 giá 150, tiếp theo 12 giá 250 cho hai dê. Lưu ý luôn nhưng mà thì trong cái ba cái phần này thì có em thêm mỗi phần là một con kiến mini nha mọi người, thì bán mấy như thế nào, cái này là thêm thôi không có bán nha mọi người, nếu về mọi người được thì ấy nha. Đây, phần thứ hai thì con này, phần thứ ba thì con này, nó ba con kiến riêng, con kiến nhỏ nhỏ này, em thêm vào ba phần cho mọi người. Là 12 là 250 này, đây là dây thứ nhất. Đó, nó nhìn rất là tinh khô nha mọi người, đây khá đẹp luôn đấy. Rồi tiếp theo về số 2, nhìn lại thì hai mầm luôn rồi. Đấy, có hai mầm lan luôn, rất là đẹp. Đấy, đa số là kiến riêng hay nha mọi người. Và thêm một con kiến nhỏ này nữa. Này thêm nha mọi người, chủ yếu là bán hai cây này nha. Rồi tiếp theo hình 13. Giá 250 cho ba kiến nha mọi người. Đây là kiến đầu tiên này. Đấy, nhìn khá là ok rồi nha mọi người. À, tiếp theo các bạn kiến số 2 này, đó, kiến riêng luôn nha mọi người. Tiếp theo là kiến số 3. Đó, kiến nằm trong đây, kiến riêng nha mọi người, và thêm một cái con kiến nhỏ này là bạn nha mọi người. Rồi ba con nha, ba con giá 250 thêm một con kiến nhỏ này.
Tiếp theo hình 14 giá 250 luôn. Thì còn có 3 kiến. Đây là kiến đầu tiên này. Và tiếp theo là kiến số 2 này, nó nhìn nó cứng cáp mà, nó lá viền. Nó đồng xu, rất là đẹp. Cứng cáp mà. Rồi tiếp theo kiến số 3. Rồi đây là kiến lớn này nè. Rồi tặng một cái kiến nhỏ này nữa. Rồi hình 14 giá là 250 nha. Đó là hết cái phần giá hạt tung ở trong. Rồi. Rồi tiếp theo ngày hôm nay thì em có vài về cái giá hạt ở vùng rừng Moray nha mọi người. Đấy, Moray. Thì ngày hôm nay có một cái gì Moray đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người. Đấy. Thì giá là 500, còn lại tất là cả các hàng này giá 300 rồi 250 được, 150 được. Thì cái về đẹp nhất ngày hôm nay thì giá 500 nha mọi người. Đấy. Về số 15 giá 500. Thì em này là một em nguyên về nha mọi người. Nguyên về này thì đang có một cái thân tơ đang lên đây. Đó, em này nhìn khá là xanh nha mọi người. Đó. Và đặc biệt các thân già này, mọi người thấy toàn là thân già màu xanh với màu vàng không này. Đó. Đó, thân già màu xanh với màu vàng không này. Đó, nó chỉ có màu xanh với màu vàng thôi. Đó, nên cây này tỷ lệ ra hoa khá là cao nha mọi người. Đó, nhìn khá là xanh luôn. Đó. Mặt dưới này, mặt trên này. Đó. Nhìn nó que rồi. Đó. Cây khá là xanh rồi. Rồi, thằng này của nó rơi vào tầm khoảng 40 phân nha mọi người, vẫn còn đi ngọn bình thường nha. Đó. Rồi, hình 15 giá là 500 nha mọi người, 500 cho cái dề này. Dề đẹp nhất ngày hôm nay nha mọi người, đi học con rây. Săn mặt hoa đẹp luôn. Rồi tiếp theo hình 16. 16 giá 300. À, cây nguyên dề này. Đó. Thì em này cũng là một em khá là xanh nha mọi người. Đó, xanh này. Các con già nó cũng xanh vàng vàng này. Đó. Đó, nhìn khá là đẹp này. Đó. Tơ xanh. Con già nó như thế này nè. Rồi nó có trong một cái tổ gọi là tổ quả nha mọi người. Rồi hình 16 giá là 300 nha mọi người. Tiếp theo hình 17, hình 17 là giá 250. Là một cái cây nguyên về. Đấy, em này thì cũng lấy một con thân mầm đây và em này nó cũng nghiêng về thân xanh hơn. Đó. Mọi người đấy, thân tờ nó đây. Đó, khá là xanh luôn nha mọi người. Đấy, rất là nhiều năm rồi. Đấy, các cái tinh thần nó có chỉ trắng. Đó. Rồi hình hình 17 giá 250. Tiếp theo hình 18, hình 18 giá 250 luôn. Moray luôn rồi, cây nguyên về này. Nó đang lên một cái mầm này. Đó. Em này là em lá Moray lá tre nha mọi người. Lá tre. Thân khá là mảnh luôn. Đó. Nhìn nó cũng hơi xanh xanh xanh. Đó. Thân già đang thui luôn rồi. Rồi, hình 18 giá là 250 nha mọi người. À, tiếp theo hình 19 giá 250 luôn. Đó, em này cũng một em nguyên về nhưng mà đang lên một cái mầm như thế này nè. Nhìn khá là ok. Rồi là hình 19 giá 250 nha mọi người. Tiếp theo hình 20. Hình 20 giá cũng 250 luôn. Em nguyên ấy này. Em thằng khá là xanh này. Có hai thằng già và một thằng tơ. Đấy, khá là ok. Rồi, các cái đó đẹp nha mọi người. Thằng già khá là xanh luôn. Chiều cao của nó thì ra tầm khoảng 20 phân rồi. Đấy, các thằng già nó xanh lè luôn. Rồi 20 giá 250. Tiếp theo 21. 21 giá 200 nha mọi người. 200 cho cây nguyên về. Đây, thân già nụ đó, nó mập luôn, thân tơ nó như thế này đây, hoa thì số thôi nhưng mà bộ cây nó cũng ra một cái hoa. Rồi đó là về số 21 giá 200. Tiếp theo về số 22 150. Thì về này nó không nhìn cho được mắt lắm, em bán giá 150 này. Em này thì nhìn này, cúng của nó nhìn khá là hồng luôn nhưng mà
căn lá chứ nó phớt hỏng kinh khủng luôn. Trang như thế này đây. Rồi đây cái thân già nó đỏ đỏ hồng hồng. 22 150, 23 150 luôn. Một gì này đó, nhìn cũng khá là tinh khôi luôn, nhưng mà nhìn cũng sáng sủa. Rồi là giá 150 cho cái hình Moray cuối cùng, hình 23. Rồi đó là toàn bộ cái lô hàng ngày hôm nay của em. Mọi người đặt hàng thì gọi điện thoại trực tiếp cho em qua số điện thoại là 070-611-5694. Thì trường hợp mọi người gọi điện không được thì mọi người vui lòng nhắn tin, em sẽ chốt hàng qua tin nhắn và gửi đi cho mọi người trong thời gian sớm nhất nha. Rồi một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi, ủng hộ cái kênh của em suốt thời gian vừa qua. Để nhận những clip mới, mọi người nhấn vào nút đăng ký kênh ở lúc này và bấm vào chuông thông báo bên cạnh để nhận tất cả các clip trên kênh một cách nhanh và sớm nhất nha mọi người. Rồi một lần nữa thì em xin chúc tất cả mọi người một buổi tối thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Rồi em xin lưu ý luôn là mọi người ở chỗ mà khu vực cách ly thì nếu mà không nhận được, cảm thấy không nhận được hàng thì mọi người để đằng sau mua cũng được nha. Chứ giờ nếu hàng giao tới mà không nhận được thì cây tươi nó cũng đưa đi đưa về nó cũng hư hết nha mọi người. Thì mọi người cũng thông cảm cho em ở chỗ đó. Rồi thì một lần nữa thì em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Em xin phép dừng clip tại đây nha. Chào tất cả mọi người. Rồi.